Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Trên phó hiệu, sư tôn, chúng ta không quản Dương Khai hay sao, quản thế nào? Vì bảo mật, nội dung và mục tiêu cụ thể của kế hoạch lần này chỉ có ta và Dương Khai mới biết. Đệ tử tuân lệnh, quay về giúp Dương Khai một tay. Quay về tìm cái chết hay sao? Một nục phẩm như ngươi cho dù đi thì có thể làm được gì? Chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn. Nhưng mà, sư huynh đừng nói nữa. Ngươi đã quên hắn có bản lĩnh không gian thần thông hay sao? Thánh Khuê, đừng dùng ý chí để hành sự. Ta và sư tôn của ngươi không kiên trì được bao lâu nữa. Nhất định là phải nhanh chóng quay về nội quan. Được rồi, tất cả nghe lệnh, mau chóng quay về quan nội, không được làm lỡ. Khoảnh khắc cắt bỏ đất đai của Tiểu Càn Khôn sẽ kèm theo sự sợ, sẽ kèm theo sự đau đớn của việc xé lát linh hồn. Tên đó đã bắt đầu cắt Tiểu Càn Khôn. Nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho đến cùng. Thất phẩm có mạnh cũng không thể nào chặn được sự ăn mòn của Mặc Chi Lực lâu như vậy. Vì để bọn họ tin tưởng mình chỉ đành làm như vậy. Đại nhân, tên này đã bắt đầu cắt bỏ đất đai của Tiểu Càn Khôn rồi. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Tiếp tục hỏa lực hầu hạ. Xem ra lại phải cắt. Ây, hắn lại làm nữa kìa. Nếu như có kỹ thuật cắt không đau thì tốt biết mấy. Lại có thể cắt hai lần Tiểu Càn Khôn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Là một nhân vật rất là ghê gớm. Đại nhân, thuộc hạ sẽ đi bắt hắn. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng hay sao? Mặc tộc vực chủ kia lại không chịu lộ diện. Vực chủ cẩn trọng như vậy, chứng tỏ vết thương của hắn nhất định là cực kỳ nặng. Không có lắm chắc một kích đánh trúng không thể nào dễ dàng ra tay được. Hơi không ngờ bỏ con dao bắt được con sói. Không nỡ bỏ con sao bắt được con sói. Uy thế đột nhiên bộc phát ra ngoài, rốt cuộc là sao? Một đám rác rưởi mà cũng dám phạm uy nghiêm của nhân tộc ta sao? Cái gọi là diễn xuất cấp cao, chính là không nhìn ra mình đang diễn. Nhân tộc vĩnh thịnh. Đại nhân, hắn sắp tự vẫn rồi. Đại nhân, cuối cùng đã tới rồi. Người đến là kẻ nào? Người có tư cách này, hãy thuần phục ta đi. Người đừng mơ. Sốt ruột quá đi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghĩa nào vực chủ? Chủ nhân, có thể thu nhận được mặc đồ mạnh như vậy, chuyến đi này cũng không thiệt thòi. Hãy đi theo ta. Chúc mừng đại nhân đã thu phục được người này, sau này nhất định sẽ là một cánh tay đắc lực. Ta nghỉ ngơi một chút, ngươi hãy chăm sóc cho hắn, đừng để kẻ nào tùy ý bắt lạt. Vâng. Liên tục hai lần cắt bỏ Tiểu Càn Khôn tự bạo, âm dương quan, các ngươi đều nợ ta một nam nhân chính giỏi nhất. Vực chủ đại nhân lại vì một nhân tộc mà đặc biệt dặn dò mình. Ông ta quả nhiên là rất xem trọng tên tiểu tử này.